Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Len, là con trai út của cố nhà văn Nguyễn Khải. Ông trải qua tuổi thơ khốn khó khi đồng lương nhuận bút của cha ông không đủ nuôi sống cả gia đình. Trong ký ức của Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn, từng có giai đoạn ông và chị gái chia nhau đi chung một đôi dép để đến trường. Tuy đời sống khó khăn nhưng bù lại, vị doanh nhân đã được lớn lên trong môi trường giáo dục tốt. Ông thừa hưởng từ cha mình phong cách sống lạc quan, luôn hướng đến vẻ đẹp chân thiện mỹ. Ngay từ nhỏ, hình ảnh người cha cặm cụi bên những trang sách đã in sâu trong tâm trí doanh nhân Nguyễn Khải Hoàn. Tinh thần ham học hỏi, tình yêu sách và sự trân trọng các giá trị nhân văn của cố nhà văn Nguyễn Khải đã được truyền sang Nguyễn Khải Hoàn một cách tự nhiên. Tôi cảm ơn một người thầy luôn đi cạnh hỗ trợ tôi, đó chính là sách. Mỗi lần bế tắc, trong khi thời ấy mối quan hệ đều hạn chế, tôi lại tìm đến sách. Lâu dần đọc sách trở thành đam mê của tôi. Tuần nào không đọc sách tôi thấy thiệt thòi, cảm giác như mình đang tụt hậu, Chủ tịch Tập đoàn Khải Hoàn Len bộc bạch. Lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng hơn 60 năm cầm bút, cố nhà văn Nguyễn Khải đã để lại cho đời khối lượng tác phẩm đồ sộ, vừa thấm đẫm hơi thở thời đại vừa ẩn chứa nhiều bài học cho các thế hệ sau. Dù không chọn theo nghiệp văn chương như cha mình nhưng doanh nhân Nguyễn Khải Hoàn đã noi gương cố nhà văn Nguyễn Khải, luôn tạo ra giá trị cho cộng đồng. Từ niềm đam mê cá nhân là đọc sách, vị doanh nhân này đã khởi xướng dự án tủ sách Khải Hoàn, nhằm lan tỏa văn hóa đọc rộng rãi trong doanh nghiệp cũng như toàn xã hội. Những cuốn sách do tập đoàn tài trợ đã đến với hàng ngàn người, chia sẻ tri thức và giúp mọi người thấu hiểu giá trị nhân văn trong xã hội. Từ một dự án chỉ giới hạn trong các trụ sở, chi nhánh của tập đoàn, tủ sách Khải Hoàn trở thành tủ sách cộng đồng, hình thành không gian kết nối, chia sẻ, nhân rộng niềm đam mê của những cá nhân yêu sách. Hành trình tủ sách Khải Hoàn tại trường tiểu học Huỳnh Văn Tạo, tỉnh Long An, ảnh Khải Hoàn Len. Bên cạnh tủ sách Khải Hoàn, ghế đá danh ngôn cũng là một đóng góp tiêu biểu khác của Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn với xã hội. Ông đã nảy sinh ý tưởng làm ghế đá in danh ngôn đặt tại công viên, trường học, trạm xe buýt để mọi người có thể đọc được khi dừng chân. Kết quả là từ nguồn lực của tập đoàn Khải Hoàn Len, hàng nghìn chiếc ghế đá danh ngôn đã xuất hiện tại những địa điểm công cộng, truyền thêm cho người đọc động lực, niềm hy vọng vào cuộc sống. Cuộc đời vĩ nhân đúc kết ra một hai câu nói. Chúng ta đọc được những câu nói ấy chính là đang nhìn thấy toàn bộ giá trị cô đọng lại trong cuộc đời của vĩ nhân. Có những thời điểm chúng ta thấy câu nói đó vô vị, không thực tế, nhưng vào một thời điểm khác lại thấy hay, thậm chí như mở đường hay phao cứu sinh cuộc đời, doanh nhân Nguyễn Khải Hoàn tâm sự. Trong những năm qua, tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái còn được tập đoàn Khải Hoàn Len cụ thể hóa bằng hàng loạt hoạt động như hiến máu nhân đạo, quyên góp quỹ vì người nghèo, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, thăm hỏi trao quà đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các cụ già neo đơn, trẻ em khuyết tật, các em thiếu nhi ở vùng sâu vùng xa. Ngoài ra, Khải Hoàn Len còn tích cực hỗ trợ, ủng hộ công tác phòng chống dịch qua nhiều hình thức khác nhau như ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao tặng vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho các bệnh viện, trao tặng hàng nghìn phần quà và bữa ăn cho các gia đình nghèo và khó khăn.